Lý kính chào quý vị. Lùm xùm cái vụ mẹ nuôi Phi Phi Cô Nương với ca sĩ nhí Hồ Văn Cường, thì sau cái loạt mà người ta tố lên thì có một bài viết nói về Hồ Văn Cường và Phi Nhung. Lý mời quý vị nghe một bài viết của tác giả Hà Tùng Long và rất nhiều nghệ sĩ vào đây comment. Mời quý vị nghe. Bấy lâu nay tôi toàn nói những chuyện vui vẻ trên Facebook để mọi người cười thư giãn cho vơi bớt nhọc nhằn phiền muộn. Bởi vốn dĩ có gì tiêu cực cần phải nói, cần phải viết, tôi đều đã trút hết vào những bài báo của mình. Trước nay tôi vẫn nhất quán với một quan điểm, làm báo thì cứ thể hiện chính kiến của mình bằng tác phẩm báo chí chứ không nên chém gió linh tinh. Sức nặng của tiếng nói chính là khi mình nói ra trong tác phẩm báo chí mà được nhiều độc giả đón nhận. Nhưng hôm nay, xin phép mọi người, tôi có đôi lời có thể hơi tiêu cực vì thấy cần phải nói riêng. Theo dõi những ồn ào của ca sĩ Phi Nhung mấy hôm nay, tôi thật sự rất thương cho cậu bé Hồ Văn Cường và bố mẹ của em ấy. Có thể vì quá hiền lành, nghèo khổ, không học cao hiểu rộng, không ma mãnh, mánh khóe, không hiểm độc, mưu mô, nên cho đến bây giờ họ vẫn là những người nông dân đáng thương. Mình không bàn đến chuyện Phi Nhung đang ăn ở với người phụ nữ nào, giật dây đánh sập trang cá nhân của người khác ra sao, chỉ đạo người này, người kia, châm điện cho người khác bị giật thế nào. Vì những điều đó mình chỉ nghe mà không có bằng chứng. Nhưng có mấy chuyện mà mình cứ phân vân mãi. Phi Nhung nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi ngay sau khi cậu bé đoạt quán quân Idol Kids. Đi đâu nữ ca sĩ này cũng đóng cảnh tình cảm với cậu bé và luôn nhận mình hết mực chăm lo cho cậu con nuôi này. Cái lúc mà Hoàng Văn Cường đoạt giải quán quân là được thưởng 200 triệu nha quý vị. Ok, mẹ, một từ thôi nhưng chứa đựng bao sự thiêng liêng và cao cả trong đó. Nói đến mẹ là nói đến lòng yêu thương vô bờ bến. Vì yêu thương vô bờ bến nên mẹ luôn bảo bọc cho con. Vì muốn bảo bọc cho con nên mẹ không bao giờ đánh con, mà lôi ra ngã sáu, ngã bảy đường mà đánh. Thậm chí con có ngỗ nghịch tới đâu, mẹ cũng không cố lòng kiên nhẫn mà dạy mẹ. Thậm chí con có ngỗ nghịch tới đâu, mẹ cũng cố lòng kiên nhẫn mà dạy dỗ và mong con tốt đẹp nên lên từng ngày. Còn mẹ Phi Nhung, thằng bé Hồ Văn Cường, gọi thằng bé vì cu cậu năm nay mới 17 tuổi, người mà con luôn gọi là con xưng mẹ, mới có phạm chút lỗi đã đăng đàn bóc phốt con cho thiên hạ chạy vào chửi rủa ném đá thậm tệ. Cô hả hê với thiên hạ rằng con nuôi Hồ Văn Cường lười biếng, vô lễ, không biết giúp đỡ các em trong gia đình, có biểu hiện mắc bệnh ngôi sao. Và sở dĩ cô phải thẳng tay bóc phốt và trừng trị thích đáng con nuôi như vậy, vì thấy bản thân không dạy được nên để cộng đồng mạng dạy dỗ cho con thay đổi. Rồi cô gây áp lực bắt thằng bé phải đăng đàn cúi đầu và khoanh tay xin lỗi. Ôi, người mẹ Phi Nhung thật là vĩ đại. Hồ Văn Cường lúc đó cũng chỉ là một cậu bé nhà quê mới lên thành phố được có mấy năm, lại đang ở cái tuổi nửa người lớn, nửa trẻ con thôi mà. Có người mẹ nào lại đem con ra cho hàng trăm, hàng nghìn người giẫm đạp và quằn xéo như thế khi con lỡ dại? Các cụ xưa có câu, con dại thì hại cho con dại cái mang. Đành rằng Hồ Văn Cường chỉ là con nuôi, nhưng một khi đã gọi nhau tiếng mẹ, tiếng con thì cũng nên biết chừa cho con một con đường sống chứ. Con nó cũng là người của công chúng như mình, cũng cần phải giữ hình ảnh và thể diện của một ca sĩ nhí chứ. Có gì đóng cửa dạy con, chứ ai lại đưa con ra cho kền kền rỉa thịt như thế. May mà Hồ Văn Cường là đứa biết ăn, biết nghĩ và biết nhịn. Chứ như đứa khác khi bị áp lực dư luận bủa vây như vậy, có khi cũng đã nghĩ quẩn rồi. Đó là chưa kể mẹ Phi Nhung
Nhung suốt ngày mặc áo lam, áo nâu sồng, đi lễ chùa, tụng kinh, niệm Phật và ăn chay. Suốt ngày cứ hễ mở miệng ra là nói những điều thiện lành và Phật pháp nhân quả, và khuyến giáo con người ta nên làm những điều tốt đẹp, tu nhân tích đức. Mẹ Phi Nhung quên mất rằng slogan của đạo Phật là từ bi và trí tuệ. Không rõ mẹ đã từ bi với con nuôi Hồ Văn Cường được ngày nào chưa, mà mẹ đã hành hình con như tội nhân vậy. Phi Nhung nói, cô không biết các xe đi hát của Hồ Văn Cường bao nhiêu năm qua là bao nhiêu, và bao nhiêu tiền thù lao mà Hồ Văn Cường đổ mồ hôi sôi nước mắt, vắt kiệt sức lực để kiếm được đều do quản lý giữ. Cô không giữ, bố mẹ Hồ Văn Cường hiện vẫn làm giúp việc cho Phi Nhung trong nhà. Vâng, lại là mẹ Phi Nhung vĩ đại, bố mẹ Hồ Văn Cường vẫn đang sờ sờ ra đó, ngay bên cạnh mình. Cớ sao tiền của con họ làm ra lại không trao cho họ, lại để quản lý giữ? Trong khi đó, họ có phải là người giàu có tới mức không thèm ngó tới tiền đâu? Nhìn vào những hình ảnh căn nhà cũ kỹ dột nát xuống cấp ở quê thì đủ rõ họ nghèo tới mức nào. Vậy mà tiền con họ kiếm được, họ cũng không được quyền nhận lại. Ngay cả cái khoản 200 triệu đồng đoạt giải quán quân Idol Kids cách đây 5 năm, Hồ Văn Cường và bố mẹ của cậu vẫn chưa được sờ tay tới. Tôi thấy một cư dân mạng so sánh Hồ Văn Cường với GMC mà xót xa quặn lòng. Nổi danh từ giọng hát Việt nhí, cùng đi làm con nuôi mà Phương Mỹ Chi, đúng là Phương Mỹ Chi, mà Phương Mỹ Chi được ba nuôi cho đi bay show khắp thế giới. Ba nuôi còn tiết lộ các xe cả chục nghìn đô một show. Rồi Chi học trường quốc tế, mua nhà mới, mở cửa hàng cho ba mẹ. Hình như ba nuôi của Phương Mỹ Chi, nếu Ly không nhầm thì hình như là Ngọc Sơn thì vậy. Không biết có đúng không, Ly nhớ không chính xác nha bà con. Dùng hằng hiệu rồi Chi học trường quốc tế, mua nhà mới, mở cửa hàng cho ba mẹ, dùng hằng hiệu vân vân. Còn Hồ Văn Cường được mẹ nuôi Phi Nhung cho đi hát bao năm mà tới giờ không biết cát xe bao nhiêu, nhà ở quê vẫn đơn sơ giản dị. Ba làm bảo vệ, mẹ đi làm giúp việc. Phi Nhung suốt ngày xuất hiện trên truyền thông với hình ảnh lung linh của một bà mẹ nhận nuôi nhiều con nhất showbiz và đi từ thiện không ngừng nghỉ, trong khi chính đứa con nuôi nghèo khổ của mình đang cần giúp đỡ nhất thì cô lại không màng tới. Bố mẹ con nuôi mình không có nổi một căn nhà lành lặn tử tế mà ở, cũng không chịu trả tiền cho người ta. Tình thương ở đâu vậy? Nhân ái ở đâu? Từ thiện chỗ nào? Hào quang mà cô cố tạo ra có phải là thứ hào quang giả tạo mị dân lọc lửa? Rồi ngày 10 tháng 6 mới đây, vụ tin nhắn của Hồ Văn Cường nói xấu mẹ Phi Nhung với một trưởng fan cúp lộ ra ngoài thì ngay lập tức cả Hồ Văn Cường cùng bố mẹ đã phải đăng đàn công khai nói lời xin lỗi. Nói thật, nhìn cảnh thằng bé khoanh tay cúi đầu, mặt buồn thiu lóng ngóng nói lời xin lỗi mà thấy thương. Bố mẹ của Hồ Văn Cường ngồi cạnh đó cũng thế, đành rằng Hồ Văn Cường có lỗi với mẹ nên phải sửa lỗi, phải nói rõ. Nhưng sao thấy mọi thứ cứ như cô cậu bị gây áp lực, bị ép buộc vậy? Nghe nói hôm đó nhiều phóng viên liên hệ để hỏi Phi Nhung, nhưng cô ấy bảo bận đi chùa nên trang cá nhân của cô nhắn với con trai Hồ Văn Cường, con có làm sai với mẹ, mẹ vẫn ôm con vào lòng như mỗi ngày. Nghe những lời nhắn nhủ này, thấy có cái gì đó cứ sai sai giả tạo thế nào ý. Mẹ ôm con mà đẩy con ra giữa muôn nghìn mũi tên, chịu áp lực dư luận một mình. Mẹ ôm con mà sao không nói riêng với con, lại đi rêu rao trên mạng xã hội chi vậy? Mẹ muốn ôm con, sao con phải tâm sự với người khác, những người ở đây giống như quỷ? Và đây là một số cái bình luận nhé quý vị. Mà thôi, Ly cũng không muốn đọc, bởi vì thực sự cái bài này... đọc cái không thì Ly đọc cho quý vị nhé. Nó rất là buồn quý vị, nó rất là buồn. Và Ly cuối cùng Ly cảm thấy cảm ơn bà Phương Hằng. Nếu có bà Phương Hằng thì biết những cái
trường hợp này đến bao giờ? Ly mời quý vị nghe bình luận nhé. Bình luận là có 96 bình luận và 67 lượt chia sẻ thưa quý vị. Mời quý vị nghe bình luận của những người ở trong này. Bài viết hay quá, đọc mà thấy thương đắng lòng quá. Bài viết rất hay, cảm ơn bạn đã mạnh dạn lên tiếng để chỉ ra những điều nghịch lý mà rất nhiều người vì tư lợi cá nhân, vì cuồng thần tượng mà chối bỏ sự thật và lẽ phải. Bởi đơn giản vì họ không là người trong cuộc, không là nạn nhân, nên họ chọn chà đạp kẻ sức yếu thế cô. Chính vì lẽ đó mà xã hội có quá nhiều bất công. Thi ân bất cầu báo, mà khi mong cầu báo là thi ân có mưu đồ. Chị ấy được quyền nói lên đủ lý do để biện hộ cho việc làm sai quấy của bản thân, nhưng khán giả đủ tri thức để nhìn nhận vấn đề. Dù có giỏi bao biện đến đâu thì sự thật vẫn là sự thật, sớm hay muộn cũng sẽ được bóc trần. Mai Trương, cái này của Mai. Ở trong này hầu hết là nghệ sĩ nha quý vị. Cảm ơn anh đã lên tiếng. Mấy ngày này nhìn hình ảnh cả nhà phải đăng đàn xin lỗi Phi Nhung mà đau lòng. Những người nghèo thấp cổ bé họng nên bị chèn ép. Một bác Nguyễn Tiến Khoa hoan hô Hà Tùng Long kiến nghĩa bất vi vô dũng giả. Hạng mở mở, Hạnh mở mở, tôi cũng không quan tâm việc Phi Nhung có là trùng cuối gì trong drama ngoài kia. Tôi chỉ thấy cách cô ấy đối với con nuôi so với lời cô ấy trần tình trước báo Thanh Niên làm tôi thấy tội cho cả nhà Hồ Văn Cường. Mặc áo nhà Phật mà tâm cốt của sự giữ thì thua. Tôi thực sự thất vọng về cô bông điên điển này. Hiêu Vo, bài viết hay quá, đọc mà nghe chạnh lòng xót thương cho gia đình của Hồ Văn Cường. Quá đúng là khẩu Phật mà tâm địa hút máu người mà mình thấy quá vô lý. Tự nhiên tiền đoạt giải thưởng quán quân mà gia đình Hồ Văn Cường không được giữ là sao? Có ai cho mình câu giải đáp không? Tiền 200 triệu lúc đoạt giải quán quân cách đây 5 năm rồi thưa quý vị. Dòng sông băng, bài viết hay quá, đắng lòng cho cậu bé Hồ Văn Cường. Con Phi Nhung tráo trở và lương tâm chó tha, loại này vào cửa chùa hoen ố nhà Phật, tâm tà khẩu Phật, đề nghị trả lại sự công bằng cho bé Hồ Văn Cường. Bóc lột sức lao động của trẻ con là điều mà luật pháp Việt Nam không nên cho phép. 200 triệu cách đây 5 năm là số tiền không phải nhỏ, nếu gửi tiết kiệm cũng có khoản tiền lời đủ ăn cho gia đình bé. Những lần đi diễn cát xe từ trong nước ra nước ngoài tiền đâu, nhìn ngôi nhà bé Hồ Văn Cường mà đẫm nước mắt, thương quá, con hồ ly tinh ngậm máu người kia phải ra đầu thú trước pháp luật, tẩy chay con Phi Nhung và cút xéo Việt Nam. Quang Anh, nói thật chứ, xã hội nhiều mảnh đời bất hạnh, nhiều trẻ em không nơi nương tựa, mà Phi Nhung lại chọn những em có năng khiếu ca hát về làm con nuôi. Sao không lấy cả những em không có năng khiếu ca hát về nuôi cùng đi? Nếu có nhà ý nuôi con khôn lớn thành người, cũng nên cho các bé ăn học tử tế, không phải cho học mỗi năng khiếu ca múa hát, mà học nhiều lĩnh vực khác, một cái nghề gần gũi với thực tiễn hiện nay. Duyên Lưu, cảm ơn một bài viết rất có tâm và đầy đủ. Những hành vi bất nhất, ngụy biện và lường gạt của giới văn nghệ sĩ xấu xa. Khi họ đã đủ danh tiếng và tiền bạc thì thủ đoạn của họ ngày một tinh vi. Một phần họ có mác Việt Kiều, không phải là công dân Việt Nam nên họ coi thường pháp luật Việt Nam. Hà Minh Phương, từ bé Hồ Văn Cường đã biết đi hát cho đám cưới, đưa tiền về cho bố mẹ lo ăn học rồi. Liệu giờ có cần người khác giữ giúp không nhỉ? Mà quan trọng nhất là mỗi lần đi diễn không biết được bao nhiêu. Hai, đi hát đám cưới còn biết được 200k lần đằng này .. Nhiều lắm quý vị. Jimmy Đang, bạn nói quá đúng luôn. Từ khi mình thấy Phi Nhung tố cáo Hồ Văn Cường trên mạng xã hội là mình đã thấy có vấn đề.
Một đứa con mới chỉ 18 tuổi, mới chỉ qua dậy thì thôi. Nếu thật lòng yêu thương con, nếu bé có hư hỏng thì cũng nên dạy con ở mức độ riêng tư. Ai lại đưa lên mạng dạy dỗ trách móc than phiền y như nó đã 30-40 tuổi vậy, trong khi nó đang là người của công chúng, cả một tương lai ở phía trước. Hích, mình cảm giác là bà đang lồng lộn tức tối và muốn dìm chết Hồ Văn Cường hơn là yêu thương nó. Hằng đống vấn đề chưa được làm sáng tỏ ở đây. Thật tội nghiệp cho cháu Hồ Văn Cường và gia đình của bé quá. Nếp bắp, cô Hằng luôn tạo bất ngờ cho mọi người. Cần có những người có tiếng nói giúp em ấy lấy lại thiệt thòi bao năm qua và tương lai nhận lại đúng những gì bản thân em đã nỗ lực. Henry Nguyễn rồi lên tiếng bằng cái video và vài lời chối bỏ không biết tiền bao nhiêu vì do quản lý giữ, và kết cục là thằng quản lý cao bay xa chạy. Phi Nhung sẽ bỏ tiền túi cho lại vài chục, thế là xong. Mẹ thương con vì tình cảm và những dòng lấy tình thương trên Facebook thôi, còn thực tế là tiền con mẹ đã xài hết rồi. Buồn ông thưa quý vị. Mai Lê, mình thấy việc mẹ Phi Nhung đối xử với con nuôi thế cũng bình thường mà. Con đẻ cũng phải dạy dỗ nghiêm. Nhưng khi người ta thấy mẹ nuôi con nuôi có chút gì đó mâu thuẫn thì người ngoài lại hay vội vàng quy chụp. Với lại đây là việc trong nhà họ nên người bên ngoài cũng không nên soi mói vào nhiều, dễ bị nhận định thiếu khách quan. Những cái comment nào dài thì Ly mới đọc nha quý vị. Cái nào ngắn thì Ly bỏ qua. Thôi, đọc đến thế thôi quý vị. Còn Ly thì không có nhận xét gì hết. Ly để pháp luật vào cuộc rồi trắng đen người ta hãy nói. Nhưng mà Ly cung cấp lên đây cho quý vị thêm một cái thông tin thôi. Kính chào quý vị.